900 con người bị khâu liền vào nhau, đầu nối đuôi. Trông cảnh tượng giống như một con rết khổng lồ dài ngoằng. Hôm nay chúng mình hãy cùng 98 Movies đến với bộ phim Con rết 10 phần 2. Đây là một nhà tù kỳ quái. Tại đây các phạm nhân đang bị ép tham gia một cuộc thí nghiệm. Miệng người này bị nối vào đít người kia. Trên khóe miệng họ bị đục thành nhiều lỗ nhỏ để dễ dàng cố định lại, cũng dễ dàng tháo ra hơn. Gần đây có hai tên tù nhân gây sự với ông ta. Ông ta liền ra lệnh giam họ lại, sau đó dùng khổ hình với họ. Đầu tiên trùm khăn kín lên mặt họ, sau đó trực tiếp đổ nước lên, nhưng là nước sôi 100 độ C, dội lên như muốn lột lớp da mặt da vật. Cảnh tượng lúc bỏ chiếc khăn xuống quả không dám tưởng tượng. Thị trưởng cũng đã đưa ra quyết định cuối, nếu mà không thể giải quyết được vấn đề thực phẩm cho nhà tù thì ông từ chức đi về quê mà trồng rau chăn vịt đi. Vậy là không còn cách nào khác, chỉ còn cách bắt tất cả lại làm thành con rết người. Một ngày trước khi thi hành thí nghiệm, cai nhục trưởng cho tất cả xem trước một bộ phim, chính là bộ phim Con rết người phần 1. Tất cả phạm nhân đều đơ cả người ra, kinh tởm và sợ hãi, không biết hắn ta định làm gì họ đây. Tất cả mọi người nháo nhào lên, họ ra sức chỉ trích, nhưng cai ngục trưởng còn nói tiếp rằng hắn ta thực sự định biến tất cả họ thành con rết như trong bộ phim. Tất cả phạm nhân đều bùng nổ, chúng ta chết thì cùng chết. Cai ngục trưởng gọi được người tới hỗ trợ, bắn hạ từng người một, tất cả rơi vào tình trạng hôn mê. Sau khi tỉnh lại thì đã xong xuôi, những người nào có bệnh dạ dày hay trực tràng thì thoát được. Số còn lại, người đầu tiên thì được ăn thức ăn, từ người tiếp theo thì ăn lại của người phía trước. Từ người thứ 500 trở đi có lẽ của người trước còn chẳng có mà ăn. Những người bụng dạ không tốt tưởng chừng sẽ thoát, không ngờ lại bị tên cai ngục trưởng trực tiếp bắn hạ. Một hôm thị trưởng tới kiểm tra tình hình nhà tù, tên cai ngục trưởng vô cùng hưng phấn đứng giới thiệu một hồi. Khi nhìn thấy con rết tạo nên từ 900 người, người này dính vào người kia, thị trưởng cũng không biết phải nghĩ gì. Đây quả thật là vượt xa trí tưởng tượng của ông ta. Tên cai ngục trưởng trấn an ông ta, ông xem như thế này tốt biết bao nhiêu, vừa tiết kiệm nguồn thức ăn của ông, lại vừa không ai chạy thoát nổi. Người đầu tiên phải chọn kỹ, chắc chắn phải ăn được thật nhiều. Mỗi lần ít nhất cũng phải ăn một thùng thức ăn, như thế mới có thể đảm bảo cho hơn 800 người đằng sau, để họ không chết đói. Ông ta quả thực biến thái lắm rồi, thế sao không nối luôn người đầu với người cuối lại, như thế đỡ phải cho ăn nhiều lần đúng không? Đỡ mất công ông phải đi mua thức ăn, 900 người đang cùng nhau tiêu hóa thức ăn, bỗng một tù nhân bị táo bón. Người đằng sau liền không có gì ăn, tên cai ngục trưởng đứng bên cạnh không ngừng cổ vũ hắn cố gắng, thị trưởng đứng bên ngoài quan sát, thật sự phục sát đất cái trí tưởng tượng biến thái này. Sắp được ra tù rồi, người tù nhân này đã được giải thoát khỏi chuỗi rết người kia, y tá giúp anh gỡ đinh chốt trên miệng ra. Ngoài những cái lỗ nhỏ trên miệng ra, thì tất cả mọi thứ khác bao gồm sức khỏe đều ổn định. Đúng là vô nhân tính. Thị trưởng khi quan sát xong hiện trường thực tế, ông không khỏi cảm thấy tội lỗi đầy mình. Con mẹ nó thế này cũng là quá quát lắm rồi, vượt quá giới hạn cho phép rồi. Cai ngục trưởng nghĩ, thôi lần này xong đời rồi. Nếu mà 900 người này được giải phóng, thì câu chuyện không biết còn lan đến đâu, có lẽ còn tạo nên một xì căng đan lớn nhất thế kỷ. Trong lúc ông ta ôm đầu suy tính, thị trưởng lại quay lại. Ông ta mở mồm ra liền không ngừng khen ngợi kế hoạch của cai ngục trưởng. Xem xong bộ phim này tôi cũng buồn nôn lắm rồi, đạo diễn quả thật phải biến thái tới mức nào mới có thể nghĩ ra bộ phim này. Nghe nói đây còn chưa hết, ông ta còn chuẩn bị ra phần thứ 4 của bộ phim, không biết kịch bản còn có thể bệnh hoạn tới mức nào nữa. Bộ phim tới đây là kết thúc, hẹn gặp mọi người ở những video tiếp theo.